15 côn đồ vác dao kiếm đuổi chém nhau gây náo loạn đường phố. Ngày 27 tháng 4, tin từ Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 8 tên côn đồ đã gây ra vụ đuổi chém nhau gây náo loạn đường phố tại địa phương này hôm 16 tháng 4. Nhóm côn đồ bị bắt giữ gồm Lê Đình Trung sinh năm 1994, Ngô Văn Trường sinh năm 1995, Hoàng Trọng Trường sinh năm 1987, Hoàng Văn An sinh năm 2000, Hoàng Viết Công sinh năm 2000, Lê Văn Hoàn sinh năm 1990, Lê Văn Mai sinh năm 1997, cùng ngụ huyện Thiệu Hóa và Lê Quốc Đạo sinh năm 1995, ngụ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, vào chiều ngày 16 tháng 4, tại khu vực thôn 1, xã Thiệu Vận và khu vực trước cổng trường Trung học Phổ thông Dương Đình Nghệ, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa đã xảy ra các vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản giữa hai nhóm thanh niên. Theo cơ quan công an, nhóm côn đồ trên có khoảng 15 người đã vác theo nhiều dao kiếm, tuyếp sắt rượt đuổi, đánh chém nhau gây náo loạn quốc lộ 45 qua xã Thiệu Đô khiến 6 đối tượng bị thương, một ô tô bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thiệu Hóa đã vào cuộc tra và bước đầu đã bắt tạm giam 8 thanh niên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn với nhau trong lúc uống nước tại một quán giải khát trên địa bàn xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa. Để giải quyết mâu thuẫn, cả hai nhóm đối tượng này đã dùng dao kiếm truy đuổi nhau từ xã Thiệu Vận đến xã Thiệu Đô khiến người dân hoang mang, bức xúc. Hiện Công an huyện Thiệu Hóa đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.